Chào bạn, hôm nay thì Yêu Công Nghệ sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm rất là nhỏ gọn. Sản phẩm này thì giúp các bạn để những cái chiếc thẻ nhớ gọn gàng hơn. Ở đây thì mình có cái sản phẩm là một cái phần đựng thẻ nhớ hình một cái cạc, như giống như một cạc rút tiền thôi. Mã hiệu của nó thì là KH821TSK. Không nói nhiều nữa, mình sẽ mở hộp sản phẩm. Ở đây, giống một cái cạc. Ở đằng sau thì các bạn có thể thấy nó có thể đựng những cái thẻ TF hoặc còn gọi là microSD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đựng được 8 cái thẻ. Ở cái phần này chúng ta có thể để một cái que chọc SIM, và ở đây thì chúng ta có thể để SIM nano hoặc là SIM micro nano. Sau đây thì mình sẽ đựng thử với cái thẻ của mình. Mình có cái mẫu mô hình SIM đây, mình sẽ lắp cho các bạn xem. Chúng ta có thể setup tối đa là 8 chiếc microSD, mình chỉ có 4 chiếc ở đây thôi. Để biết thêm thông tin về cái sản phẩm này thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghe.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Yêu Công Nghệ của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn những clip mới hàng ngày nhé.